Ngày 21 tháng 4, từ sáng sớm, nhiều người thân và đồng đội đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 đợt 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, những cán bộ chiến sĩ gìn giữ hòa bình đã có những giây phút cảm động lưu luyến với người thân, đồng đội. Những cái bắt tay thật chặt, những lời dặn dò, những bức ảnh lưu niệm tại buổi chia tay chắc chắn sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi người. Bây giờ tâm trạng của tôi rất là hồi hộp và cũng có một chút căng thẳng. Hy vọng rằng là bọn em sẽ có một chuyến hành trình thuận lợi, bình an. Con xin hứa với ba mẹ, với gia đình là sẽ giữ gìn thực tốt sức khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh em đoàn kết và hy vọng là sẽ truyền bá được hình ảnh Việt Nam ra với bạn bè thế giới ạ. Con đã sẵn sàng và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về ạ. Lễ tiễn Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan được chủ trì bởi Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam và Thiếu tướng Phó giáo sư tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng. Sau lễ chào cờ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đã phát biểu giao nhiệm vụ, động viên cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3. Đồng chí đề nghị cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội Nhân dân Việt Nam, kỷ luật hành quân, quy định an toàn bay, quy chế, quy trình phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các cán bộ, nhân viên phải luôn đoàn kết, yêu thương, tương trợ lẫn nhau, phát huy bản lĩnh, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Tôi là cha của Hải Linh, lần này đi làm nhiệm vụ quốc tế, gia đình cũng rất là hãnh diện và tự hào. Chúc tất cả đơn vị cũng như là con gái, sau đó là chuyến này đi sang làm nhiệm vụ quốc tế, con sẽ chân cứng đa mềm, sẽ làm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao phó. Và cứ yên tâm, ba mẹ ở nhà thì là cũng luôn dõi theo các con và chúc các con là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại khu vực sân đỗ, máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đã sẵn sàng đưa cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 lên đường. Trước giờ lên máy bay, lãnh đạo chỉ huy Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện Quân y 175, Tùy viên Quốc phòng và đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tiếp tục dặn dò, trao đổi với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3. Ánh mắt của mỗi cán bộ, nhân viên gìn giữ hòa bình Việt Nam đều rạng rỡ niềm vinh dự, tự hào, xen lẫn tâm trạng hồi hộp. Tiếp nối Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 và số 2, chuyến hành quân lần này của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Hoàn tất các thủ tục, kiểm tra lại quân tư trang, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tạm biệt chỉ huy, đồng đội, người thân, tổ quốc, bước lên máy bay, chính thức lên đường sang Nam Sudan, hội quân cùng cán bộ, nhân viên xuất quân đợt 1, thực hiện sứ mệnh cao cả gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.